Không chỉ vậy, đây là đoạn video thợ lặn bơi cùng đoàn cá đuối giữa hàng nghìn mảnh rác thải nhựa lơ lửng dưới vùng biển ngoài khơi hòn đảo thiên đường Bali. Nhìn thấy mà thắt lòng. Thiên nhiên bị tàn phá bởi con người như thế nào? Con người là loài duy nhất trên trái đất không chịu thích ứng với trái đất mà làm cho nó thay đổi theo ý mình. Tất cả công trình, công nghiệp khí thải, phá hoại môi trường là những việc mà con người làm để thay đổi hành tinh cho những tham vọng của họ. Những việc làm đó đã và đang tác động mạnh lên trái đất và hậu quả trước mắt đang được báo động và có lẽ sẽ mất hàng nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm để có thể phục hồi. Với tình trạng như hiện nay, thực sự nguy cơ tồn vong của nhân loại đang rất đáng báo động và con người đã tàn phá thiên nhiên như thế nào? Hãy cùng với Top Biển tìm hiểu trong video ngày hôm nay. 1. Vụ nổ khoan dầu Deepwater Horizon. Sự cố của dàn Deepwater Horizon là một sự cố nổ dàn khoan tại dàn khoan bán thủy di động Deepwater Horizon của hãng dầu khí BP. Sự cố xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2010 đã khiến 11 người thiệt mạng và làm 17 người khác bị thương. Có 98 người sống sót và không bị thương tích. Tai nạn này khiến cho dàn khoan bị bốc cháy và chìm, gây ra tràn dầu ở một khu vực rộng lớn trong vịnh Mexico, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống hoang dã trong khu vực, đến ngành ngư nghiệp và du lịch các nước trong khu vực chịu ảnh hưởng. Đây là thảm họa môi trường khủng khiếp nhất mà Hoa Kỳ từng phải đối phó, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ từng tuyên bố. Nó thực sự kinh khủng và để lại nhiều nỗi lo. Cho đến hiện tại, đã hơn 10 năm kể từ thảm họa đó, những hậu quả thực sự vẫn còn và cực kỳ đáng lo ngại. 2. Một lỗ lớn trên trái đất. Mỏ Mir là mỏ kim cương lộ thiên nằm ở Mir, Cộng hòa Sakha, thuộc vùng Siberia phía đông nước Nga. Với chiều sâu 525m, Mir là một trong những mỏ kim cương lộ thiên lớn và sâu nhất trên trái đất. Đường kính của mỏ kim cương Mir lên tới 1,2 km. Mỏ được đưa vào khai thác từ năm 1957 đến năm 2004, mỏ ngừng hoạt động và thay bằng hệ thống đường hầm khai thác dưới lòng đất. Khi mới khai thác, mỏ sản xuất trung bình 2 tấn kim cương mỗi năm. Sau này, khi khai thác xuống gần đáy hồ, năng suất giảm xuống còn 400 kg trên một năm. Đây là một biểu tượng mang tính lịch sử của nước Nga vì nó mang đến nguồn thu giúp Liên Xô xây dựng và tái thiết đất nước sau Thế chiến II. Ước tính mỏ kim cương có giá trị lên tới 17 tỷ USD. Tuy là mang lại một số tiền khổng lồ, nhưng mọi người cũng có thể thấy con người đã nhẫn tâm tạo ra một lỗ hổng lớn trên bề mặt trái đất như thế nào. 3. Đảo thiên đường ngập rác. Thực sự vấn đề về rác thải luôn là một vấn đề nhức nhối, không chỉ riêng của một quốc gia nào mà trên toàn thế giới. Ở đây chỉ là một ví dụ từ một hòn đảo thiên đường tại Indonesia bị biến thành giống như một bãi rác công cộng. Nguyên nhân thì chủ yếu là do ý thức của khách du lịch. Đây là các loại rác thải, bao bì thực phẩm và chai nhựa đã được chụp thấy trong một làn sóng khổng lồ ngoài khơi bờ biển Java, Indonesia. Là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp lướt sóng đã cố gắng để chụp được hình ảnh của một người lướt sóng chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh gia đã cho biết rằng các loại rác thải xuất hiện khắp nơi, bao gồm các loại giấy gói thức ăn và chai. Không chỉ vậy, đây là đoạn video thợ lặn bơi cùng đàn cá đuối giữa hàng nghìn mảnh rác thải nhựa lơ lửng dưới vùng biển ngoài khơi hòn đảo thiên đường Bali. Nhìn thấy mà thắt lòng. 4. Cháy rừng. Theo nghiên cứu, các đám cháy rừng mưa nhiệt đới Amazon đang gia tăng nhanh chóng. Sự gia tăng của các vụ cháy rừng là do nạn phá rừng, hạn hán và thay đổi khí hậu. Một vụ hạn hán năm 2007 gây ra các vụ cháy rừng, lấy đi một diện tích rừng nhiệt đới lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ năm nào, xấp xỉ diện tích của 1 triệu sân bóng đá. Tại châu Âu, hàng nghìn hecta rừng bị thiêu rụi khi cháy rừng bùng phát. Riêng tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha, vụ cháy rừng khủng khiếp nhất trong 20 năm qua đã tàn phá diện tích lên tới hàng chục hecta rừng. Gần đây nhất, làm kinh hoàng cả thế giới khi một vụ cháy rừng nghiêm trọng kéo dài trong nhiều tuần tại Australia xảy ra vào cuối năm 2019. Vụ cháy đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, hàng triệu hecta rừng và nhiều loài động vật đã bị chết cháy. Bên cạnh đó, nó cũng khiến nhiều người phải thiệt mạng, trong đó có cả lính cứu hỏa. 5. Các dòng sông. Ở phía trên chúng ta thấy ở ngoài biển, ngoài đại dương, các hòn đảo thiên đường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thực ra không chỉ vậy, các dòng sông cũng đang bị con người tàn phá một cách nặng nề. Trong khi nhiều dòng sông đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ với người dân, với kinh tế, mà ở nhiều nơi, dòng sông còn mang một ý nghĩa văn hóa tâm linh. Ví dụ như sông Hàn, đây là con sông lớn nhất và quan trọng nhất của tiểu lục địa Ấn Độ. Nó mang một tầm quan trọng rất cao về tâm linh đối với những người theo đạo Hindu. Thế nhưng sông Hàn được xếp thứ 5 trên thế giới về mức độ ô nhiễm năm 2007. Sự ô nhiễm đe dọa không chỉ với con người mà còn hơn 140 loài cá, 90 loài lưỡng cư và cả heo sông Hằng. Chương trình cải thiện tình trạng ô nhiễm hầu như thất bại hoàn toàn do thiếu chuyên môn kỹ thuật, thiếu quy hoạch môi trường tốt và thiếu sự hỗ trợ. 6. Ô nhiễm không khí. Việc các thành phố chìm trong khói bụi, bụi mịn, bầu trời lúc nào cũng mờ một lớp sương dày đặc có lẽ không còn là một điều gì quá xa lạ đối với tất cả mọi người trên thế giới. Tại Ấn Độ, Trung Quốc, thậm chí không đâu xa, Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam ta, cũng liên tục nhận được những thông báo như ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu, tỷ lệ bụi mịn tăng cao, bầu trời mù mịt. Nguyên nhân của những vấn đề này không ai khác chính là do con người. Hiện nay đa số các quốc gia đều hướng tới công nghiệp hóa nền kinh tế và các hoạt động sản xuất công, nông nghiệp cùng với các nhà máy thải ra khói bụi hay các phương tiện giao thông với số lượng cực kỳ lớn do người dân ngày càng nhiều.
phá rừng, làm nhà máy hay là rất rất nhiều các lý do khác có thể kể đến. Nếu không có những biện pháp quyết liệt, cả thế giới sẽ dần chìm trong ô nhiễm không khí, để lại những hậu quả khổng lồ. 7. Sinh vật biển nuốt nhầm nhựa. Vấn đề ô nhiễm nhựa ở biển và đại dương đang ngày càng nghiêm trọng hơn hàng năm và đã được đề cập ở trên. Mình dám chắc là nhiều bạn không dám bơi, lặn, lướt sóng trong những vùng biển như vậy đâu đúng không? Thế nhưng, với những loài vật sống gần đó hay sống trong chính biển đó thì sao? Mời mọi người cùng xem những hình ảnh rất đau đớn sau đây. Một chú cá voi chết vì nghẹt thở bởi mảnh vụn nhựa và trôi dạt lên bờ. Hay con hải âu này đã nuốt phải các loại nhựa thải mà nó không thể tiêu hóa, dẫn đến cái chết của nó. Một con rùa biển mắc kẹt trong một cái lưới nhựa bị vứt bỏ dưới đáy biển. Hải cẩu bị vương lưới rác. Và đương nhiên còn hàng trăm, hàng ngàn trường hợp đáng thương ngoài kia. Chỉ mong rằng ngoài những biện pháp cứng rắn, mỗi người trong chúng ta hãy tăng ý thức thêm một xíu, không xả rác, bảo vệ môi trường và không liên lụy đến những loài động vật vô tội ngoài kia. 8. Các công trình khổng lồ. Máy đào đất lớn nhất thế giới. Đây là hình ảnh của chiếc xe lớn nhất thế giới, một máy xúc bánh xe, mỗi thùng như trong hình có thể chứa đến 200 tấn. Chúng được sử dụng vào hoạt động khai thác bề mặt để loại bỏ đất đá, tiến gần đến những mỏ khoáng sản nhanh hơn, góp phần vào việc phá hủy hành tinh của chúng ta vì lợi ích khai thác khoáng mỏ. Đập Tam Hiệp Trung Quốc, công trình này đã choán nơi sinh sống của 1,2 triệu người, làm ngập lụt 13 thành phố chính, 140 thị trấn và 1.350 ngôi làng. Hàng trăm nhà máy, hầm mỏ, bãi rác và khu công nghiệp bị nhấn chìm trong nước, làm cho nước trong một hồ chứa nước dự trữ gần đó bị ô nhiễm nặng nề. Công trình này đã làm biến đổi một con sông hùng vĩ trở thành một cái ao tĩnh lặng và bức tử hàng ngàn sinh vật thủy sinh nơi đây. Các nhà khoa học cũng liên hệ các con đập với những trận động đất, do kể từ khi nó được xây dựng, đã có hàng trăm cơn chấn động nhẹ xảy ra. 9. Nhiệt độ bất thường. Đầu tiên về nhiệt độ bất thường, đó là nhiệt độ môi trường ở Arizona, một tiểu bang tại Tây Nam Hoa Kỳ, đạt 49 độ C và 54,5 độ C ở Kuwait, một quốc gia tại Tây Á. Thứ hai, lạnh bất thường ở nhiều khu vực khi liên tiếp 3 năm chứng kiến hiện tượng tuyết rơi dày trên hoang mạc Sahara, nơi được mệnh danh là nơi khắc nghiệt và nóng nhất hành tinh. Hay những con kỳ đà xấu số sau đây do vốn nó không có khả năng kháng lạnh, do đó cực lạnh đồng nghĩa với cái chết. Nguyên nhân của các hiện tượng trên không đâu xa là do tác động của các hợp chất hóa học do con người xả thải ra môi trường. Tầng ozone của hành tinh đang trên ngưỡng bị sụp đổ. Tầng ozone không chỉ ngăn cản các chai đất khỏi bị mất oxy mà còn bảo vệ con người khỏi bức xạ tử ngoại có hại. Đó là lý do của sự gia tăng nhiệt độ hay lạnh một cách khắc nghiệt được ghi nhận trên khắp thế giới. 10. Nước biển dâng. Do sự nóng lên toàn cầu và kết quả là sự dâng cao của mực nước biển, nhiều vùng thấp có thể hoặc bị giảm diện tích hoặc hoàn toàn biến mất do nước dâng cao. Trong khi hậu quả đó sẽ không xảy đến ngay lập tức mà sẽ sau một khoảng thời gian, nhưng nó dường như là không thể tránh khỏi nếu không có hành động sớm, đặc biệt là dưới sự tàn phá kinh khủng hiện nay của con người. Hơn nữa, không chỉ sẽ có nhiều đảo biến mất khỏi bản đồ mà nhiều bờ biển của các nước lớn cũng sẽ biến mất, thậm chí là có nhiều quốc gia cũng sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm. Có thể kể đến như là Thái Lan, một quốc gia rất gần và quen thuộc với người dân Việt Nam ta, hay là đảo Maldives, một nơi được xem là thiên đường sống với hơn 1.000 đảo nhỏ cùng 26 đảo san hô bao quanh nằm giữa Ấn Độ và Châu Phi. Xem những hình ảnh, những video trên mà mình cũng cảm thấy lòng mình thắt lại. Mong rằng mọi người trong chúng ta sẽ đều cố gắng góp một ít sức vào công cuộc bảo vệ môi trường. Tuy rằng sẽ chưa thấy hiệu quả tức thì, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không các bạn? Và nội dung video đến đây thì cũng đã hết. Mọi người hãy nhớ like, share, subscribe cho channel của chúng mình để tiếp tục đón xem những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.